Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách kiểm tra ai hay phần thưởng Facebook của mình nhiều nhất bằng điện thoại. Cách kiểm tra bằng máy tính mình đã chia sẻ video rồi. Nếu cần thiết các bạn vào danh sách video của kênh để xem thêm. Để kiểm tra ai hay phần thưởng Facebook của mình nhiều nhất bằng điện thoại thì mình làm như sau. Đầu tiên mình vào trình duyệt Chrome. Tiếp theo mình sẽ tích chọn và dấu ba chấm bên góc phải nè. Mình chọn trang web cho máy tính. Tiếp theo tích chọn vào tìm kiếm. Mình sẽ gõ trong chỗ Facebook. Facebook.com Facebook.com. Tiếp theo mình sẽ đăng nhập tài khoản Facebook mình vào đây. Ví dụ ở đây mình sẽ đăng nhập tài khoản Facebook này, nhập mật khẩu Facebook, sau đó bấm đăng nhập. Tiếp tục các bạn bấm vào mũi tên này bên góc phải nè, tích chọn vào đây và bấm xem trang cá nhân của bạn. Như vậy là mình đã vào trang cá nhân Facebook của mình. Tiếp theo mình sẽ tích chọn vào thanh địa chỉ trang cá nhân Facebook của mình nè. Tiếp theo chọn lấy biểu tượng Facebook nè. Và bây giờ mình sẽ di chuyển dấu con trỏ đến đầu địa chỉ thanh trang cá nhân Facebook của mình như thế này. Tiếp theo mình sẽ thêm cái dòng chữ là view gạch ngang xua hai chấm trước thanh địa chỉ Facebook của mình. Thêm cái dòng chữ view gạch ngang xua hai chấm trước thanh địa chỉ như thế này. Bấm tiếp tục. Lúc này nó sẽ chuyển đến trang cá nhân Facebook của mình toàn bộ mã nguồn như thế này, gồm những dãy số ID. Tiếp tục mình sẽ bấm vào dấu ba chấm bên góc phải nè. Chọn đến cái dòng là tìm trong trang. Và mình sẽ gõ trong cái ô là tìm trong trang nè. Cái dòng chữ là body ID. Body gạch dưới ID. Body gạch dưới ID như thế này. Sau đó bấm tìm kiếm. Thì nó sẽ chuyển sang một cái trang như thế này. Để mình phóng lớn lên cho các bạn dễ thấy. Sau chữ body ID màu cam như thế này là một dãy số ID. Đây là ID của một tài khoản Facebook. Và cái ID nằm sau chữ body ID màu cam như thế này là tài khoản Facebook hay vào tường Facebook của mình nhiều nhất. Tiếp theo nè, cái dãy số phía sau nè, có chữ body ID được bôi màu vàng. Sau chữ body ID màu vàng cũng là một dãy số ID. Đây là tài khoản Facebook vào tường Facebook của mình thứ hai. Tiếp theo là thứ tự tiếp tục. Thứ ba, thứ tư, thứ năm. Cái ID này á, là tài khoản Facebook nào mà hay vào tường Facebook của mình á, thì mình làm như sau. Tích giữ nè. Sau đó bấm sao chép. Tiếp theo mình sẽ bấm trở về nè. Mình sẽ tích chọn vào chữ số 1 nè. Để mở ra một cái tab mới. Ấn thẻ mới nè, tích chọn vào đây. Và mình sẽ gõ vào cái thanh tìm kiếm này cái chữ là Facebook viết tắt .com gạch, sau đó dán cái mã ID lúc nãy mình copy vào đây, bấm dán, sau đó bấm tiếp theo. Thì ngay lập tức cái ID đó là tài khoản Facebook này. Đây là tài khoản Facebook Hoàng Ngọc. Và tài khoản Facebook Hoàng Ngọc này là tài khoản hay vào tường Facebook của mình nhiều nhất. Và các bạn muốn biết những cái ID thứ hai, thứ ba, thứ tư, vân vân là tài khoản Facebook nào hay vào tường của mình thì mình làm tương tự như thế này. Cách xem ai hay vào tường Facebook của mình như thế này rất hữu ích trong một số trường hợp. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.